Ok, trung tâm điện tử Tám Hoa Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương xin mến chào các bác nhé. Chào mừng toàn thể anh em trở lại video đầu tiên ngày 29 tháng 9 năm 2020. Bên em tiếp tục làm một cái video giới thiệu hàng về. Vâng, những cặp loa bãi Mỹ JBL bên em tuyển chọn là đẹp xuất sắc. Vâng, ba cặp vừa cặp bến. Vâng, những cặp loa này thì đẹp xuất sắc này, không một vết xất sẹo, không có một vết nào xất sẹo anh em nhé. Vâng, tuyển chọn được 3 cặp. Vâng, đây là hệ thống của loa được thiết kế một bát có đường kính là 50 cm và một chung có đường kính là 25 cm và một mít ép kèn. Tổng là 3 loa trên một thân thùng. Và đây là một dòng loa được thiết kế 3 đường tiếng. Vâng, 3 đường tiếng anh em chơi audio rất quan tâm về những cái dòng loa có 3 đường tiếng, thiết kế 3 đường tiếng. Đây là những cặp loa JBL này. Đấy. Đẹp không tí vết. Tuyển chọn kỹ lưỡng những cặp loa JBL. Vâng. Vâng, loa này có tên là JBL này, model của loa là MR938. Và sơ gì của loa và Made in USA. Đây là những cặp loa được thiết kế và sản xuất tại Mỹ. Ba đường rắc kết lối vào này, hai rắc 6 ly này và rắc lưu trích này. Đời 9 của nó là thêm cái rắc lưu trích này, còn cái đời 8 của nó chỉ có hai rắc 6 ly thôi. Hết số. Đây là một dòng loa kịch số của mã 3 số MR938. Vâng, và em sơ qua cái thông số chiều sâu chiều rộng của loa này để các bác cũng như là anh em nắm được nhé. Vâng, chiều cao của dòng loa JBL MR938 cái chiều cao của loa là 82 cm nhé. Và chiều rộng của loa là 70 cm. Đấy, 70 cm. Và chiều sâu của loa là 45 cm. Đấy. Và trọng lượng cân nặng của mỗi thùng là nó rơi vào khoảng 43 kg anh em nhé. Đấy, loa đẹp xuất sắc. Và cam kết với các bác cũng như là toàn thể anh em trên cả nước là những cặp loa bên em vừa về đẹp xuất sắc, không một vết xất sẹo, loa còn zin nguyên bản. Loa còn zin nguyên bản. Ba cặp này thì không có cặp nào để cho anh em lựa chọn hết cả, bởi vì ba cặp nó đẹp như nhau. Đẹp tuyệt vời luôn. Đẹp xuất sắc. Bông tiêu âm này em tháo một cặp ra để cho anh em quay cho anh em nhìn đấy. Ok, giá lát nữa em báo cho anh em. Trước khi báo giá em quay cái nội thất loa để cho anh em xem, sau đó em báo giá để cho anh em tham khảo những cặp loa của bên em. Thì chia sẻ với quá cũng như là toàn thể anh em là với cái video, với cái sản phẩm nào bên em đẩy lên, bên em quảng cáo, bên em cũng chia sẻ công khai với cái giá của những cái sản phẩm mà bên em giới thiệu với toàn thể các bác cũng như là anh em. Đó. Thì những cái video bên em cũng chỉ quay rất là ngắn gọn, vào rơi vào khoảng 5 đến 7 phút. Anh em cố gắng xem hết cái video để anh em nắm được cái giá bên em đưa ra nhé, để các bác cũng như toàn thể anh em chúng ta cùng tham khảo. Loa đẹp xuất sắc này anh em này. Đấy. Loa đẹp xuất sắc nhá, zin nguyên bản nhá, kể cả là offer nguyên bản zin đét luôn. Loa cực chất. Với dòng loa 3 đường tiếng thì anh em hát karaoke rất là hay. Thì với cái mã loa JBL có mã là MR938 này thì nó phù hợp cho những anh em chơi không gian phòng từ 45 vuông trở lên, 45 vuông trở lên, hay là những anh em đi làm sự kiện, quán bar, vũ trường. Đấy, rất là phù hợp cho những cặp loa này, rất là chất. Đấy, MR938. Đấy, bông tiêu âm này. Đây là phân tần này anh em này. Đấy, phân tần dòng loa MR938 JBL này thì nó được thiết kế hai lớp anh em nhìn này. Đây là lớp ngoài này, bên trong một lớp nữa này.
Loa này thì được sản xuất tại Mỹ xịn nhá. Loa đẹp xuất sắc, mùi thơm ngào ngạt. Đấy. Thùng vách nguyên bản đẹp xuất sắc. Không bị bẹp méo, không một vết xước xước. Đấy. Loa bát được sử dụng bát 50, có đường kính là 50 cm. Và từ của bát được sử dụng từ 19, côn 76. Sắt từ anh em nhìn nó còn mới doác ròng roạc. Đấy, loa zin nguyên bản này. Đấy, loa zin nguyên bản nhá. Đấy. Màng giấy gân vải này. Đẹp xuất sắc. Tem bên làm dán này. Đây là chung này, loa chung có đường kính 25 cm này. Đều nguyên bản hết. Đây là một mít tép kèn này. Mít tép kèn này. Cái kèn của cái dòng MR938 dòng đời 9 thì là nó là đít nhôm này. Đít nhôm này, cái đời 8 thì nó là đít nhựa anh em nhá. Sơ di của tép nó là bao nhiêu đây? 306999001. Ok, em bên em đưa giá cho các bác cũng như toàn thể anh em lắm được cái giá của cặp loa JBL MR938, loa còn zin nguyên bản, đẹp xuất sắc, không một vết xước sẹo. Giá 33.500.000 đồng. Vâng, mọi nhu cầu mua sắm các bác cũng như toàn thể anh em hãy liên hệ cho bên em theo hai số máy 0974637646 và 0918249265.